Florida gặp nhiều khó khăn sau bão Milton. Mặc dù bão Milton đã qua đi nhưng người dân tại tiểu bang Florida của Mỹ vẫn đối diện nhiều vấn đề như ngập lụt, cúp điện và thiếu nhiên liệu. Sau trận bão Helen khiến 20 người thiệt mạng, Florida lại hứng chịu thêm thiệt hại nặng nề từ cơn bão Milton với ít nhất 17 người thiệt mạng, tính đến hôm qua. Cơn bão mang theo lượng mưa lịch sử và hàng chục trận lốc xoáy chết chóc quét từ bờ Tây sang bờ Đông Florida. Hàng trăm tuyến đường bị chặn đứng do cây ngã đổ, nước ngập. Lực lượng cứu hộ đã cứu được hơn 1.200 người và hàng trăm vật nuôi. Theo CNN, do địa hình bằng phẳng nên nước lụt tại Florida rút chậm. Tính đến ngày 12 tháng 10, một số khu vực vẫn còn ngập và có nguy cơ ngập sâu hơn trong những ngày tới. Các hạt Hernando và Pasco ở bờ Tây Florida hôm 11 tháng 10 kêu gọi người dân sơ tán khẩn vì nước lũ dâng nhanh. Những ngôi nhà tại Port St. Lucie, Florida bị lốc xoáy trong bão Milton phá hủy ngày 11 tháng 10 sáng qua. Vẫn còn gần 2 triệu khách hàng chưa có điện dù các công ty điện lực đang nỗ lực khắc phục lưới điện. Trong khi đó, tình trạng thiếu nhiên liệu xảy ra trên khắp tiểu bang, đặc biệt là khu vực vịnh Tampa. Gần 30% cây xăng trên toàn tiểu bang hết xăng, nhưng vấn đề không phải do thiếu xăng mà vì giao thông bị cản trở do nước ngập, khiến việc vận chuyển từ cảng đến cây xăng bị trở ngại. Thống đốc Ron DeSantis cho biết nhà chức trách đang nỗ lực hết sức để phân phối nhanh nhất có thể. Song ABC News dẫn lời các chuyên gia dự báo có thể phải mất nhiều ngày để phục hồi bình thường. Tổng thống Joe Biden dự kiến thăm các vùng thiệt hại do bão Milton tại Florida trong hôm nay ngày 13 tháng 10. Nhà lãnh đạo cho biết các chuyên gia ước tính thiệt hại do bão có thể lên mức 50 tỷ USD. Giám đốc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, FEMA, Dean Crisell nói rằng cơ quan có đủ kinh phí để hỗ trợ nhu cầu trước mắt của người dân nhưng sắp tới có thể cần thêm.